Chào chú. Chú Khải. Chú Khải cô Hậu. Giờ cô đâu chú? Cô nay cho cô ở nhà ơi. Trời. Bữa nay sao chú lên chú đâu có chú dụ chú thầm con phải không? Ừ. Trời ơi chú Khải đây. Trời ơi lâu lắm rồi. Bữa nay chú đi xuống miền Tây chơi hả? Đâu đi các anh đi xuống mua thuốc này, anh dạ. Anh điện trước cho anh này. Dạ có điện rồi hả? Ừ. Sao không là anh Đặt tên gì? Đại. Anh Đại à, mới vừa đây luôn mà. Mới vừa đây. Vậy không có điện ảnh có điện. Trời vậy mà cũng vậy rồi cũng bà con của chú chú Khải luôn. Như ở chỗ anh đây mấy anh em đây còn có chú Đại này thì là ở ngoài quê Thanh Hóa. Dạ. Thuốc cho mẹ. Dạ. Vậy là anh lấy phần thuốc gửi về hay sao? Phỏng vấn anh. Dạ. Đây hôm qua cô bác ơi, anh Đại đây, anh Đại Bình Dương bây giờ mới biết. Đây con gãy cái mic đây nha anh. Con lấy nước. Trời. Vậy là chú Khải giới thiệu hả? Ừ, cô giới thiệu nè. Dạ. Giống như hổm lọc. Hoạt cho mấy chú ở Kiên Lương, Kiên Giang là uống bây giờ là bớt nhiều lắm rồi. Dạ, thì... Đấy này là chú xong Đạt này là mấy ông lên đây. Vậy cháu chú nữa, Lộc ừ. Gì đó. Ừ, anh Đạt, đợt anh Đạt một chục hũ. Mà la thôi nhiều quá, xong rồi Đạt năm hũ rồi, Đạt rồi con ngâm rồi. Ngâm rồi chắc cuối tuần này anh lên đó. À, đấy hả? Dạ, rồi thôi em xin phép chào anh Đại. Dạ, vâng. Dạ, anh có thể giới thiệu anh tên gì vậy? Ở đâu và cơ duyên gì anh biết tới Khánh Nguyễn không ạ? Em ở Thanh Hóa, em vào đây chơi gặp chú giới thiệu rồi. Dạ. Vậy anh này lấy thuốc là cho ai vậy anh? Cho mẹ. Dạ mẹ anh. Dạ mẹ là bị gì sao anh? Bị bệnh tình sao á? Bị thoái hóa, xẹp đốt sống. Dạ, bị xẹp đốt sống luôn hả? Nó chèn dây hệ dây thần kinh, nó kéo xuống cái chân. Nó bị dạ. Teo và nó cứng cơ không đi được. À, vậy là bị kéo xuống chân là teo cơ luôn rồi. Đúng rồi. Mà đi đứng bây giờ đi được không anh? Hơi khó khăn. Dạ. Mà nó đau. Mà nó kéo xuống chân lâu cho anh? Cũng bị cái chân cũng tầm tức là có lúc thì nó đau, có lúc không đau, chứ tùy từng lúc ấy, nhưng mà anh bị chèn dây thần kinh. Dạ dạ đúng rồi, khi cái đó nó chèn dây thần kinh, chèn mạch máu á. Thì cũng bị mấy năm nay. À bị mấy năm. Ừ, nhưng mà vẫn đi lại bình thường, nhưng đợt này nó đau quá cho nên. Dạ. Mà mấy năm rồi là trước đó là có bị teo cơ chưa hay là không, mới bắt đầu teo đây thôi? Mới đây đi lại không được, nó rút cơ. À dạ đúng rồi. Dạ thường thường giống như là bởi vậy mới hỏi cái lịch sử bệnh như thế nào á. Thì thường thường là teo là chừng mấy tháng là nó teo rồi chứ là mấy năm thì nãy bởi mới hỏi lại. Vâng vâng. Dạ. Mới đây thôi. Ở đây là cũng là những người bà con cũng ở ngoài quê ngoài luôn. Ở gần nhà chú, nhà chú ở trên chỗ khu phố thứ nhất một đấy. Dạ. Đúng một đây, gần mấy anh em ở đây. Em đi qua một cái thôi để sợ mấy anh ngại. Không ngại. Không ngại thì em quay luôn. Giờ bữa nay là mấy anh xuống tìm hiểu thôi chứ cũng đâu có ấy thuốc gì đâu phải không? Có thì tôi cũng muốn hỏi thì hả? À đúng rồi. À. Tôi cũng bị dạng như kiểu nó đau từ cái mông xuống này, lưng này. Lưng. Dạ. Đau cột xương kiểu như cột sống ấy. Bác sĩ nó chụp phim nó chung là nó thay hóa đau hai cái bên mông xuống chân. Đấy. À nó bị chèn xuống. Để nếu mà bị đúng cái đó là mình nên uống thuốc này luôn đi. Dạ thuốc này là chuyên là đặc trị bên xương khớp, thoái hóa, thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, đặc biệt là viêm đa khớp nha. Viêm đa khớp hôm nay trường hợp mà nặng nhất là 20 tính năm 22 năm là hết rồi. Hết luôn á, hết bệnh á. Dạ. Hồi nãy cũng có một người chú là cũng ở Bạc Liêu á. Bạc Liêu lên mà cũng viêm đa khớp á, cũng làm rẫy á. Nãy người cũng mới lên rồi xem lâu rồi mà chưa có cơ hội lên. Nên là nếu mà mấy anh mà mấy chú ở đây mà dạng như là mới bị á thì mình nên uống đi. Chứ mà để mà lâu rồi là kéo xuống là chị nó sẽ lâu hơn. Tại vì nặng rồi á. Cơ của mình dạng như là giống như trường hợp mẹ của anh Đại đây nè, mà cơ mà dạng như bị teo rồi mình hồi phục lại thì nó hơi lâu xíu. Bởi vì bà cũng cao tuổi rồi, bà hôm nay 72 rồi. Dạ. Bà bị có phim thì đi chụp phim Hà Nội chụp về anh bị xẹp hai đốt sống. Dạ. Xẹp hai cái dây đệm ấy. Dạ dạ, nó xẹp xuống xong rồi nó mới chèn cái dây thần kinh mình đó. Xẹp xong rồi là anh bị thoái hóa mấy đốt nữa. Dạ. Nên là
Rồi cái này vậy là anh chịu khó là uống là cho uống lâu lâu chút xíu. Tại vì giống như xương cốt của mình bị mục rồi, giống như chú cứ giận khỏe nữa nè. Xong rồi là nó bị chèn ép ấy, xong nó kéo cái mông này nó bị cái mông này xong nó rút xuống cái chân. Dạ. Dạ khó đi lại. Con nghe chú Khải giờ chú Khải khỏe lắm mà ôm bao đất mà đi lên lầu đi lên đi xuống thấy ngon lành luôn ạ. Chú ngưng 2 tháng rồi. Dạ. Không thể đau nữa. Nhưng mà có điều kiện tối tối chú uống cử tối thôi. Đừng cho giống như là giúp cho mình lưu thông máu nhiều lúc mà nó tắc nghẽn chút xíu mình đâu có biết. Chú xin lỗi anh là chú đang là thử ngưng 3 tháng xem. À chú thử à. Không, nếu mà chú khỏe rồi chú ngưng thì không sao hết á. Chứ mẹ con đó. Đấy. Mẹ con làm mười mấy năm mà uống hết bệnh là mình ngưng là ngưng luôn là khỏe bình thường không sao. Nhưng mà giống như trong một ngày á mình làm việc quá sức kiểu là nó mỏi á. Nó mỏi mình uống 1 ly tới sáng là nó hết luôn à. Dạ. Cái này, để con này uống buổi tối đi ngủ nó sáng dậy khỏe nó. Dạ. Như bằng rượu luôn à, như bằng rượu luôn. Dạ đúng rồi. Nè giống như cái hũ rượu để con lấy cái hũ rượu ra để con đặt máy đi. Dạ. Chống độc ở Kiên Giang. Lọc mà bữa lên chú xong rồi tối về con luôn á. Ừ đấy. Dạ là đặt coi như là lấy 6 hũ á. Dạ, anh thấy chú đi ôm bao đất mà đi lên cầu thang đi lên đi xuống, anh thấy anh giật mình luôn mà. Cái này là chiết xuất từ cái bình kia ra đây. Đúng rồi. Để em ra em rót cho, em rót. Đây ông bà cô bác rồi, bữa nay cũng có chú Khải đây, những người bà con xuống rồi. Để con lấy một cái hũ ra con để đây cho mình dình cho dễ thì chú Khải chắc chú quen rồi. Cô hậu cô xuống đây là đợt mà cô xuống là đợt mà lấy quá trời luôn những người bà con trên đó xuống. Mỗi lần cô hậu xuống là lấy mười mấy phần không quá. Nè cái hũ này là em ngâm ra cái đó. Tại chút xíu có một người cô ở Cần Thơ cổ uống cũng hết bệnh rồi giống như trường hợp của hậu vậy đó. Xong rồi lấy 8 hũ. Tí để cho em một hũ được không? Dạ thì nếu mà ấy để chút xíu em chia cái hũ dự phòng em cũng mới ngâm đây à. Dạ, đây em có gì em rót rượu cho anh đúng. Cái này em có ghi mấy dược liệu này hết à, chứ không có dấu vậy đó. Nên là những người mà dạng như có điều kiện mà xem mạng đi mình dạng như bây giờ kiến thức nó dễ rồi. Mình lên mình sạch là nó ra hết à. Em đâu có dấu gì đâu. Quan trọng là cái cách làm của mỗi người đi, cái tâm của mỗi người nữa, đưa vô cái hũ đó thôi. Tại vì nhiều người á, em cũng chia sẻ cái cách làm luôn nha. Là có người ngâm uống hết, có người ngâm uống không hết. Mát tay á, kiểu mà giống như có người mát tay uống nó nhanh. Cô ngâm là uống đầu tiên anh cho đó. Cô ngâm 2 bình này. Cái bình này nếu mà uống thì thời gian được bao lâu ạ? Chắc nếu mà uống mà đúng cử luôn á, khoảng 2 tháng, 2 tháng hoặc hơn 2 tháng xíu. Mà uống một ngày uống 3 lần đó nha. 3 lần. Dạ. Tức là sáng, trưa này, chiều là mỗi một dạ, cái này thôi. Gần 1 ly đó. Gần 1 ly hay là đầy 1 ly? Dạ gần 1 ly thôi, anh muốn đầy ly cũng được, tối đa 1 ly này thôi. Dạ, dạ. Uống nhiều rượu thì uống mà lúc đâu nhiều thì uống nhiều đâu. Đúng rồi, đau nhiều uống nhiều. Ví dụ cháu về 8 thì chắc ngày hết cái đấy. Đâu. Anh mà uống nhiều cũng đâu có được. Uống nóng cấp uống nhiều nó nóng. Giờ để em rót em mời. Chú có uống không chú? Cậy uống luôn đi chú, lên đây có dịp lên uống luôn à. Đúng rồi. Thương cô chú quá trời. Ghiền luôn đó. Còn rót dạ, dạ, không mời chú. Lúc trước giờ không uống rượu, bây giờ tự nhiên uống rồi và cái này. Dạ. Rồi em xây giọng bản luôn nha. Dạ dạ. Cứ mời mà lớn trước không? Tuổi trước. Dạ. Nói nhưng mà đừng cho này. Dạ. Lấy xe. Mang về nhà cho anh thôi. Dạ. Anh đâu có bị tim mạch huyết áp gì đâu phải không? Chỉ nhức mỏi thôi chứ đâu có tim mạch huyết áp hả? Có huyết áp hả? Là có uống thuốc huyết áp chưa? Có rồi nhưng mà sáng nay có uống rồi. Dạ thôi em lấy lại một xíu rồi. Thôi chờ anh xíu rồi, để vô đây thôi. Rồi, dạ. Rồi anh uống để lấy phục dược. Uống cái này nếu mà những bà để con ở nước ngoài rồi. Nước ngoài về nói là uống cái này ngon. Bác Khải bữa trước bác cho chú Đông rồi bác cho anh nhưng mà thôi em thì cứ phải tươi tươi lên tí. Nữa hả? Vâng. Thôi như đây được rồi. Gì thấy nó quý vậy dạ. Đây mà về mà để mà không khéo nó lôi ra uống nào mà nó pha luôn. Đúng rồi này nếu mà ấy mình pha ra uống. Pha rồi uống thơm. Làm có cái chả này. Dạ không. Thôi anh tài xế à. Anh tài xế. Đi thổi liền đây vô. Dạ. Cái này rượu thơm lên liền à.
Từ từ uống nước nha, quên. Quên dặn từ từ uống nước mình. Dạ. Anh uống nước rồi hả? Thải bắt cái đưa cho miếng rồi uống xong cái này nó đắng miệng quá rồi quốc. Từ từ uống nước. Tại vì mình uống nước vô á nó làm cho cái người mình nó loãng cái rượu này ra, nó không còn cái làm cái nồng độ để cho mạch máu mình nở ra. Đặc biệt cái này nãy mình chắc ai cũng biết là mình bị chèn ép mạch máu, chèn ép dây thần kinh rồi. Thì mình uống cái này vô á, đừng cho máu của mình nó giống như nó loãng cái máu ra, nó dễ chạy là một chuyện nè. Rồi một phần nữa làm cho mấy cái mạch máu mình á nó nở ra rồi mấy cái này nó dễ đi. Lấy cho mẹ em uống mà được thì em cứ gọi điện vào chỗ anh gửi ra cho em là được cái chứ. Không chịu khó xuống đây lấy đi, em không có gửi. Dạ, Thanh quá, bà con xuống đây lấy không à. Không cười. Không có gửi, tại vì anh... Rồi, vậy thì cũng không sao. Anh biết làm sao không? Nhờ anh Đông Ngọc... Tại vì tụi em nè, ngay chú Khải thì chú rành quá rồi. Tại em, tụi em cũng giống như trên mạng xã hội thì cũng nhiều người biết. Rồi một phần nữa là thuốc này á, là coi như là bài thuốc nó cũng giống như cái hiệu quả nó cao á. Rồi nhiều người á, họ mạo danh. Đặc biệt là họ mạo danh em á, là họ làm họ bán. Rồi một phần nữa là em mà gửi á, giống như cái quá trình em mà gửi người ta phá á, rồi, thì rồi. Người ta bỏ cái gì luôn. Rồi, rồi. Cái này là những người lớn tuổi họ chỉ cho em, chứ em hồi trước em cũng không có để ý đâu. Mình cũng thiệt tình, mình cứ gửi thôi. Nên em nói để mình hiểu. Nên là nhiều người bây giờ mà đi không nổi luôn, ở ngoài Bắc Ninh á. Bắc Ninh Thanh Hóa cũng có vô đây rồi luôn á. Là đi vô đây chủ yếu lấy thuốc xong đi về. Bởi vậy cũng khổ, nhiều lúc mình thấy người bệnh đi mình cũng thấy ai nái lắm á. Nhưng mà mình gửi người này mà không gửi người kia á, mình thấy cái lương tâm mình nó sao á. Gửi người này không gửi người kia thấy khó chịu lắm. Nên là chịu khó lên trên đây đi. Hoặc là người nhà mình cũng được, hoặc là giống như cái người nào mà anh thấy anh tin tưởng á, anh nói xuống đây lấy là được à. Con nào đi thì mới có đi lại mình có Bắc Khải đi. Dạ, có gì đi. Mai đi Bắc Khải đi. Tức là như em đang bị thoái hóa nè. Dạ đúng rồi, đặt hết em. Em đang bị thoái hóa và khô cái này nè. Dạ. Đau mỏi vai gáy nè. Dạ. Là vẫn uống bình thường chứ. Dạ uống bình thường, uống tốt luôn á. Uống tốt rồi. Thì được. Cái này là chuyên những dược liệu thuốc này là chuyên đặc trị là bên xương khớp. Dạ. Tại vì để em giải thích sơ qua để cho mình đủ tự tin nha. Thì con giải thích lại nha chú, có gì chú nghe mà nghe hoài chú đừng chán nha chú. Ở trong đây là có bông ngò gai. Bông ngò gai là cũng chuyên trị bên gai cột sống á, cũng bên xương khớp. Mà đặc biệt cái á, là trong đây là có thuốc cú. Thuốc cú là tác dụng là giảm đau. Giảm đau mà coi như là giảm đau tự nhiên á. Rồi ngũ chảo. Ngũ chảo là chuyên là dạng như là những người bị bên gãy xương á, gãy xương hoặc chặt khớp á, là những thầy thuốc nam là thường đâm cái đó ra để bó á. À, ngũ chảo là có tác dụng là hồi phục cái xương khớp mình cho những người mà bị thoái hóa đó, thoái hóa xương thoái hóa khớp á thì sẽ hồi phục lại. Rồi trong đây là có đương quy là tác dụng là thông máu để bổ máu. Dạ. Rồi những dược liệu thuốc này á mình ngâm với rượu thì rượu là sẽ ảnh hưởng tới vấn đề bao tử bên gan. Trong đây thì có nghệ đỏ, nghệ sa cừ là khắc cái vấn đề đó luôn. Có những người mà bị trào ngược dạ dày hoặc là viêm bao tử mà bị viêm nhẹ nha, là sẽ điều trị cho mình luôn. Dạ. Rồi mình những người mà phụ nữ á, hoặc là những người lớn tuổi mà uống cái này hơi giống như nó hơi nồng quá khó uống á, thì trong đây có dược liệu là đường phèn. Đường phèn là một hũ này thì coi như một phần ngâm á, thì 250 tới 300 gram đường phèn để cho nó hạ cái nồng độ này xuống để hòa quyện những dược liệu thuốc này lại á, để cho đậm đà, để những người phụ nữ uống dễ uống. À, mình ngâm cái này mình phải ngâm rượu nếp, đặc biệt là rượu nếp gốc nha. Phải là ngâm rượu nếp. Dạ. Nếp ta, rượu ta không được. Dạ, nếp thì nó sẽ tốt hơn rượu gạo. Nếu mà đói đế lắm á, thì mình ngâm rượu gạo cũng được. Nhưng mà mình phải ngâm rượu gốc nha. Thì rượu hiện bây giờ á, cái rượu mà em ngâm bây giờ đang là 55 độ trở lên. Nếu mà đúng thì trên 45 độ là được rồi. Rượu này đấy hả? Dạ đúng rồi. Em muốn mình thấy nó nhẹ nhẹ. Thì nó vô đây nó sẽ. Dạ đúng rồi. Chứ mà mình uống mà rượu nguyên chất mình uống không được. Nếu mình ngâm mà rượu giống như rượu mình mua ở ngoài mà để uống á, mình ngâm vô đây thì nó sẽ không ra chất thuốc và sẽ làm cho thuốc của mình bị chua. Giống như cái nồng độ nó thấp quá đó. Thấp quá làm cho chua thuốc của mình. Nên là mình phải ngâm độ cao. Lúc này con đặt cái rượu này lên tới 50 mấy độ rồi. Tại vì nhiều người á, lúc trước mình ngâm cái chai này nãy em rót á, là ngâm ngoài 2 tháng rồi. Nên cái sự đậm đà nó sẽ nhiều hơn. Dạ, đậm đà nó nhiều hơn, đến nó dịu xuống á. Nhưng mà mình uống nó sẽ có cái hậu.
giống như cái hậu mình thấy nó thanh thanh đó. Tức là ngâm thời gian thì bao lâu thì được sử dụng? Dạ 30 ngày là mình uống được rồi, 30 ngày là mình điều trị bệnh được rồi. Thì lúc đó mình cứ rót ra cái chai này nè, hoặc mình rót ra chai gì đó mình uống từ từ hết anh chai mình rót loại, tiếp. Anh có cái loại nào mà đã ngâm đủ thời gian 30 ngày không? Anh bán cho em. Không có. Trời ở đây đặt xong em mới làm chứ em đâu phải. Có người đặt em mới làm á, chứ không phải là em ngâm em dự trữ đâu. Để cho em hủ lại đi. Dạ thì trước trước em chia lại cái hũ mà ngâm được mấy ngày rồi đó. Rồi. Thì mình về mình đợi ra mình uống thôi. Rồi. Thì có những chai này nè. Thì em cũng có ngâm nhưng mà ngâm số lượng nó không có nhiều. Giống như là những bà con mà góp tiền vô á thì em sẽ ngâm. Chứ thế là cũng ví dụ như có những cái chai nhỏ này cũng được để về trong quá trình mình chờ cái đây thì mình uống trước đây. Thì chút xíu em chia cho anh Khúc uống uống trước. Dạ. Thì cái này thì bởi em vì hiện giờ là mẹ mày đang rất chi là đau. Dạ. Ừ. Thì nặng thì em có gì em chia cái này cho mình uống trước. Hai đứa là hai đứa nữa chú về rồi. Dạ. Hai để chú sẽ hơi về đấy em chia cho thủ mình đem có gì đem về. Dạ. Đúng rồi, chia cho thủ này mang về. Để có cơ hội đi vô trong này chứ nhiều lúc. Cho em thì về anh về cái phần xương khớp đây nhà em thì rất nhiều người bị mà cũng đi rất nhiều nơi từ bệnh viện nọ bệnh viện kia rồi cứ nghe đâu không, nhưng mà cái này không có hết đâu. Mà không ổn. Bên xương khớp này thôi là đây cũng có mày chú rồi chú giới thiệu mà chú đấy như thế thì thực tế thì mẹ cháu muốn thì có được như thế không hay không còn... không nhưng mà mình phải tin tưởng nếu một phần là mình đừng có giống như mình để tâm vô quá giống như anh nghe chú đây giới thiệu thì cái người bệnh hết rồi á cái phấn khởi người ta nhiều lúc mình nói cái, giống như cái người đối diện người ta không tin. Thật sự cái này em nói thật tại vì em làm bên này em biết mà cái tâm lý của mình á cứ nghe nói vậy đó cứ ông đó ông nói cho cố vô không biết hết hay không nhưng mà thực chất á mình uống mình mới biết nếu một phần mình phải tin nhưng mà mình đừng có đặt cái niềm tin vô quá giống như nó tạo cho mình cái áp lực giống như anh nghe chú Khải nói là uống này khỏe khỏe về cái nói với bác nhà cái bác nói tao uống 5-6 ngày rồi chưa thấy xi nhê gì hết cái tại vì mình để ý nhiều quá chứ thực chất là có giảm tại vì tùy theo máu huyết của mỗi người á có người là hết nhanh có người là lâu nhưng mà em nói là chắc chắn là sẽ hết tại vì cái này là chuyên tại vì bài thuốc này là em đăng ký bên y tế rồi hết rồi để nghiên cứu rồi hết rồi chứ không phải là mình nói khăng khăng là những dược liệu này là chuyên đặc trị luôn đặc trị xương khớp của mình luôn nên mình phải kiên trì mình uống có người mà nặng nhất á là uống 2 tháng ròng rã luôn á là người ở An Giang á là lúc đó cái cô đi lên là đi khòm luôn á là lúc đó là đi trên nhà ba mẹ con á lúc đó hồi trước đó là trên nhà trên ba mẹ trong đồng về sau này giống như nhiều quá đó về những người mà nặng đi vô trong đồng đi không được á về Mạnh Thường Quân là cho tiền em đây nè cho tiền em mở ở đây chứ em cũng đâu có điều kiện đâu mà làm cũng vừa làm bên thiện nguyện nữa giờ vừa đi làm nữa thì chú mở cái giới thiệu đó còn làm bên cơ khí mà bách khoa thành phố ra rồi đi bốc thuốc chuyên ngành là bách cơ khí dạ cơ khí chế tạo máy á là bên bộ công thương là cũng cho đi học rồi đi qua bên Hàn Quốc là cũng học tùm lum hết á thì cũng về bây giờ cũng nói chung là cũng vừa làm cơ khí luôn nhưng mà chân em bị lâu chưa dạ em bị sốt bại liệt hồi xưa rồi bé à? Sanh ra mấy tháng là bị à mà ở nhà cũng không biết luôn lúc mà giai đoạn của em là chưa có tiêm vaccine ngừa bại liệt thì dễ quá đó ở nhà làm rẫy mà ba mẹ làm rẫy á thì cứ để lăn lóc vậy đó mà bị lúc nào không biết luôn giờ bạn của ba là qua thấy sao tự nhiên hai chân mà có chân búng còn chân kia không búng xong rồi lúc đó mới đi chăm cứu bấm nguyệt rồi mà giờ đi được vậy là cũng mừng rồi cái duyên cái số sao đấy với chú này cũng cái duyên cái số mà dạ. Cô mở trên Facebook đấy là thấy dạ đấy nè có chú như để biết này chú phải đông nịt không đấy chứ hôm trước chú kể anh nghe đấy chú ở Kiên Giang lên là làm cái gì chú phải đeo cái đai đeo cái đai à dạ giờ thấy bây giờ là đeo rượu được rồi đeo bia dạ đeo đồ được đeo rượu rất tốt lắm tí nay chết cho em hủ cái đại hủ chị hủ ra ai hủ như đây không có chứ ừ xuống đến đây rồi thì lấy ba hũ đi đặt à, cái có đơn quy vô chia cho để cho chú hả ừ chú ngâm mấy phần 3 phần chú ngâm 3 phần hả dạ thì anh hướng dẫn cho cô về đây mẹ dạ để con từ ấy lên đơn quy cho đơn quy lúc này dễ bị lầm lắm wow. ba ngâm ba bình hả ừ ba bình
là 6 và 9 lạng. Về ngâm rượu ấy hả? À là ngâm bình 5 lít hay bình lớn? 5 lít. Bình 5 lít vậy là 3 lạng. Lấy cái rượu của anh bữa trước còn ấy. Dạ. Lấy rượu về để chưa ngâm. Ờ chú để lâu chứ vậy? Lâu quá là chú có đậy kính không, cho là nó xuống xuống độ á. Rượu mà mình để lâu mà mình không ngâm là nó xuống độ á. Mà để lâu thì uống nó tốt hơn. Không, ý là ngâm rồi để lâu thì uống tốt, mà mình để rượu kiểu mà rượu trắng á. Rượu trắng mà chú không đấy, ngâm á. Cứu bữa trước chú Như cho anh đây. Ừ, về vừa rồi bắt đầu với Moi La chị. Ấy à, em ơi, lấy cái bình dự phòng hở em lấy 3 hũ em ơi. Cứ để cho chú này một cái hũ cái bình này nó đi để chú về xa. Dạ, ai? Không, lấy ba bình luôn, chia cho chú ba bình. Rồi cho ba anh có chiết cho ba cái chai này không? Dạ. Đang bỏ đặt mới có mà. Thì ý là cần thì con chia là em chia lại, mai em đẩy cái khác thôi. Ừ. Ý là nói đang nói đường xa thì chú Khải đứng ra đi xuống để mời người đợt, mà chú đi lên đây mà thấy thấy nó đang đau đó. Đau. Ngồi còn nhanh nữa. Chú ngồi chú nhăn quá trời luôn mà. Mà cô ngâm cho chú uống. Đợt đó cô cũng ngâm cho chú trước đó rồi mà giảm không có nhiều. Mà cô uống không được. Cô uống không được, còn chú nữa. Ừ. Là lấy cháu đi. mấy cháu nó bảo uống hết rồi nó lại nên. Dạ. Thôi cũng. Thì nữa anh à thì nó cái này xong anh chiết sau cho họ cũng được này, được không? Dạ. Thì nó bảo em lấy này xong rồi anh rảnh anh chiết. Thì em ngâm lại thôi, em ngâm lại cái hũ mới. Dạ. Dạ. Chút xíu là cũng có người xuống lấy gỡ qua Mỹ, hồi nãy có người xuống lấy gỡ qua Canada. Dạ. Dạ. Lấy cho chú ở chín nè. Dạ. Còn chị chiết sau họ đứng ngâm sau cho họ. Ghi tên ta nào. Hả? Ba hũ phải không anh? Ba hũ đi chín lạng đơn quy cho chú Khải á. Chú Khải về để cho cô tiếp tục cô lấy đó, cô bồi vô. Thường cơ á, thường cơ chú. Tháng sau khi là chú đừng lên chỗ lấy đấy. Hả? Cái này như bố em là bị... Không phải, bệnh, anh... Không khớp có thể uống được gì. Anh Đại à? Dạ, nói chung là tất cả bên khung khớp là uống được hết. Cái sao? Nhưng mà ông... Mình bị... chế được cái nhưng mà cái sao hạ thổ. Sưng hả? Sao mấy tháng phát lần khi đi tiêm. Mà cái đương quy kiếm... À, là bị chính... Thấy người... Ủa là tiêm sao? Thường thường sưng lên là bị giãn tĩnh mạch mới sưng chứ. Không, ông là bị đến nay là hơn 10 năm. Dạ. Nhưng mà ngày xưa là cứ tháng phát lần. Nhưng mà ngày quê là cứ nói là bị kiểu như bệnh phong khớp. Phong khớp hả? À, đấy là nhưng mà tiêm thì là khỏi, nhưng mà thời gian này thì nó lại chậm lại. Dạ. 3-4 tháng phát lần. À cái đó là tiêm kháng viêm vô thôi. Vâng, thì đấy thì kháng viêm vô á. Để nó đỡ xương khỏi đau. Dạ, là kháng viêm vô á là làm nó càng tiêm nó giảm đau thôi, nhưng mà nó làm cho xương của mình nó bị mục. Chính xác. Dạ. Tiêm nhiều thì đương nhiên là biết là như thế. Dạ, tiêm trực được. Là tiêm trực tiếp vô cái khớp ngay cái chỗ đau luôn. Đây này, dạ. Rượu này về cho ông uống này. Vâng. Dạ. Thấp khớp đấy này. Mua là rượu mà gửi cho ông mai vẫn về xong mang về luôn. Dạ. Sao bữa nay chủ nhật về? Xe. Sao mình quý à? Vậy là cũng ấy cũng hên để có chị chia ra. Tại vì ngâm cũng lấy mấy ngày, ngâm cũng dự phòng. Tại vì không phải một phần nữa. 6 tháng 10. Là thuốc này nè, mình làm là phải ngâm liền. Chứ không phải là mình kiểu mà mình làm dự trữ thuốc đâu. Ai đặt bởi vậy ai đặt mới làm. Dạ, nếu một phần nghệ lúc này mưa á, mình phơi không có sể. Con cũng ngâm tuần này, con ngâm tới 38 hũ á, tuần nào cũng ba mấy 40 hũ vậy đó. À, đấy. Dạ. Với lại anh ngâm nó tiện hơn. Còn về mang thuốc kia về đấy, ngâm nhiều khi là mình ngâm không đúng liều lượng nó cũng... Dạ. Nó không biết cách ngâm. Dạ. Cứ làm mồi đi, làm mồi đi. Cứ bữa làm mồi đi. Làm mồi đi. Làm mồi đi. Làm mồi chút. Làm mồi đi chút xíu lấy rượu này pha ra uống. Nếu mà mình cái này chia sẻ thiệt luôn chú. Chú về mà chú không uống ấy uống một lần á, chú lấy này nè, chú rót một ly này ra pha đi nửa lít rượu á, uống cho nó thơm vậy uống. Đúng. Dạ.
Yeah. Vậy là rượu quý để mình uống chữa bệnh gì đâu mà đi uống đó. Lúc này coi cũng khỏe hả chú? Sao anh? Khỏe. Chưa có gì không? Lâu khỏe bây giờ cô đi tiếng. Dạ. Tại con thấy cô cũng bình luận ở trên đó. Cô bình luận xem YouTube á, cô bình luận á. Cô bình luận, bữa sau đi chợ đi sớm à. À, anh Tám mình đi công tác. Còn nếu thích trưa nay thì nhập luôn đi. Chiều lại có hẹn rồi. Dạ chào chị. Chiều có hẹn rồi. Chị ấy thuốc hả? À? Lấy trà. Dạ cho chú Long bên cũng kia. Chú Long, à chú Long tai biến. Dạ. Là con á hả? Dạ chị ngồi đi chị. Chị vô ngồi đi, xong rồi em ấy đi về. Nè thấy chú điện thoại hoài thấy thương. Này là ba của chị bị tai biến. Dạ. Mấy ca tai biến phải kiên trì. Dạ đúng rồi. Lô. Đây. Dạ. Vậy là điện rồi hả? Đây bà cô bác này cũng có một người chị đây cũng xuống lấy thuốc về cho ba. Là ba bị tai biến là hình như là ở Hóc Môn hay Củ Chi quên rồi ta. À Củ Chi. Ông Nguyễn Khánh Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem là ở phía sau lưng Phong á là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh á thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì, sáng nay thì anh cũng nói luôn thì bây giờ á ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh. Thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi Phong thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình